Hôm nay Quang Thái review cho anh em một con đắc tông bình nén khí 12 lít nha anh em, 1,5 người anh em ạ. À, đây mẹ của máy đây là Derke EC2912 nha anh em. Đấy, giờ Quang Thái bật công tắc cho anh em xem này. À, đây Quang Thái quay cho anh xem ha. Độ nhanh máy này nhanh hơn nha anh em. Đây Quang Thái test ở tầm bao mấy giây anh em. Con này là 1,5 người motor đồng 100%. Hai piston anh em ạ, motor là vận hành là motor khô nha anh em, piston khô anh em ạ. Motor đồng piston khô anh em. Con máy này thì nặng tầm khoảng 200 cho anh em xem rồi. 13,8 kg, 13,7 kg, 13,8 kg anh em. Có đồng hồ báo khô luôn anh em. Rồi, quay cho đây, xin mời đi, xin mời đi. Bè mười mấy giây là đây mình 8 kg thôi anh em, anh em nhìn nè. Chạy rất nhanh, lên hơi rất nhanh. Rồi 8 9, 40 giây gì hả? Đấy, 40 giây, 41 giây anh em ha. 41 giây anh em. Ok, chào anh em.